Hello, chào cả nhà. Lan cho cháu nội Lan ăn thử cái bánh mã vàng coi nó cảm giác như thế nào nha. Cái bánh vàng đó con ăn coi làm sao. How you feel? Nè. Happy. Ủa, bánh vàng 24 á. Ăn thử nó sao. Ở đây bịch cho người ta tặng bà nội đó. Có gì không? Đâu con bẻ cái bánh cho con ăn đây. Cái bánh bẻ này ra thử coi, cắn thử coi. Sugar mà. Cắn đây mới kẹp á, cắn đây rồi cứng thế bà nội. Cứng không, đường ha, sugar phải không? Ngon không? Ồ, bánh vàng bà con ơi nè. Rồi ăn từ từ đi nha. Ngon. Nói đi. Cháu nội mình nó nói cái bánh này nào giờ nó chưa từng ăn cái bánh nào mà ngon được như cái bánh này nha bà con. Đúng là ngon rồi, có vàng 24 đây nữa mà con. Ôi non quá đi. I mean it real gold. Yeah, real gold đó, vàng 24 đó. Vàng đó con 24 gold á. You see? Yeah, yeah. Thấy không? Cái đó đó, cái đó là vàng đó, đó. Yeah, ăn thử đi. Nhâm nhắm. Yeah. Rồi, rồi thôi bà nội đi về nhập họng bà nội nha. Nó làm bằng đường. Xanh quanh đó cái màu đỏ đỏ là nó thắng nước đường đó, đường đó. Lùng lùng. Cái vàng mày ăn sao vậy? Nó ngon không vậy? What does it say? Nhắm. What does it say? Nó ăn tới dính trên. Cái miệng dính vàng không? Rồi có mỏ dính vàng kìa đó. Mom, what does it say? À, cái đó là đường. Festival. Rồi thôi đi. Bà ngoại với bà nội ngủ không yên với hai thằng cháu. Trời Phật ơi, cho tao nằm ngủ chút xíu rồi thầy bay lên tay quấy lộn hết chuyện rồi, đi lên giường luôn. Ông nội trốn đâu rồi? Anh Liêm không trốn đâu mất tiêu. Đây nó nằm ở đây. Ô là trời, hai mày cho bà tao ngủ nửa tiếng thôi. Bà, em nó muốn nằm kế bà nội kệ nó đi, con sủa gì con ngự cái gì. Vô duyên mày, vô duyên không mày lộ á. Ê trời ơi, mày liếm cái điện thoại tao à, sao tao quay phim hôm nay nó giận mẹ đó đi em. Ô là trời, đi tao đi tao tát mày nè. Đi ra tao ngủ chút ơi. Anh không kiếm chuyện với con lại kiếm chuyện với anh nữa. Mày á, anh nó làm im rồi mày đi để kiếm chuyện với nó nữa. Hai thằng bay thiệt tình á. Rồi mà lo nhịn em đi con, nhịn nó đi, nó buồn rồi đó, nó nhớ mẹ nó buồn đó, đừng nghe. Cái mặt chặt sáng cái xương quá, ca nheo. Bà nội giờ nhảy qua chơi với em, bây giờ con mệt quá, con nghĩ em sủa với em nữa rồi. Nó sủa ơn nó đi bà nội, không thèm sủa nữa rồi. Hồi sáng bà nội dắt nó đi đâu vậy? Dắt nó xuống ỉa đái rồi cho nó ăn heo quay rồi. Còn ai kêu con ngủ với ông nội đi. Ôi thấy sương quá à. Bà con ngồi đang ngồi trên xe đang đợi bạch nồ đó nha. Mua cho cái cheeseburger. Thôi không cho ăn là buồn lắm. Bà con hứa rồi đó. Hứa mà không cho ăn là đau lòng lắm đó. Hứa giờ phải chạy đi mua nè. Ông nội, anh Liêm cũng kêu hứa với nó đi mua đi để nó ngồi nó buồn hiu à. Đây đang đợi bạch nồi nha bà con. Đang đợi bạch nồi. Giờ này cũng đắt quá trời luôn. Đây bà nội cho ăn. Bà nội lấy cái miếng dưa leo ra nha. Ủa bữa nay nó không cho dưa leo luôn rồi.
Ồ, mấy thằng này bám gấp quá, không chui leo luôn rồi nè. Nè, nói cho nè. Ăn đi, nè. Đó, ngon bà con, ô ô xèm á. Nãy giờ xèm á, buồn á bà con, không cho ăn là giận đó nha. Bà nội, ông nội không cho ăn là con giận á nè. Trời đất, có cái ông em này đi ra cho chị chụp hình chút đi. Á. Ô, em mày cái. Rồi, rồi. Về tới nhà rồi. Đó. Ờ. Ờ đẹp quá, đẹp quá. Đó, đây mà nó chụp hình cho nè, đứng lại, đứng lại, đứng lại đằng kia, đứng lại đều. Rồi, điệu đi, điệu đi. Ờ, đẹp quá, đẹp quá đi. Rồi. Lan cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi phim các cháu của Lan nha, chó mèo và cô gà.